chúng ta chơi một con game ma của Việt Nam, đó là cổ ma. Người Việt ủng hộ người Việt là let's go. Cái gì lại một con hẻm nữa? Tại sao cái game ma nào cũng bắt đầu con hẻm? Tại sao nó bắt đầu cái hẻm này? Ông này leo từ đâu ra đấy? Leo từ cửa sổ này xuống à? Why are you here? Why is there a bra on the ground? Why I have feet? I got feet, goddamn! Hello? Why am I here? Huh? Ship để chạy hả? Ok, tutorial. Oh, chào cô bán cháo lòng. Ồ, oh, chú bán cháo lòng. Ủa, oh, bà chứ. cháu chào bà bán gì đây? Bà bán ốc với lại cái gì á, chắc cái này là không biết cháu chào bà. Cháu đi. Đồ không chết kim gì ăn. Ờ, đồ không chết hả? Ok, vậy thì ăn. Về trễ vậy con. Bé ăn gì? Dạ con ăn năn. Gọi cho con tôi cháu không hành nha. Dạ cho con tôi cháu không hành nha. Vụ giết người ở Sài Gòn, người chồng ra đầu thú, xong người vợ ra kéo. Được với nhau thì ly dị đi chứ sao phải giết vợ rồi lại đi tù trời. Vợ chồng là nghĩa trăm năm. Bọn trẻ bây giờ bồng bột quá. Ây da. Dạ. May mà nó ra đầu thú á ngoại. Chứ xã hội giờ sao chấp nhận mấy cái thằng vậy. Hồi đó ở dưới quê tao, người ta kể nhau về cái chết oan của một cô gái. Trời ơi ghê. Wow, cô gái. Ok, cô gái đang đi dưới mưa. Sao cô gái bị sét đánh, cô gái thành The Flash. Ôi, trời. Ngày đó tôi gặp em. Ủa, phát hiện ra sớm. Gì vậy? Bi kịch gia đình. Ok. So many cocks. Châu ơi, tao bảo châu này, châu đi với tao được không? Tao sợ. Mẹ mày châu. Đi đâu đây? Where's this? Where am I going? I wanna go home. Ủa, game này quen nhỉ? Hình như tôi có chơi demo cái này một lần rồi. Đúng rồi, tôi có chơi demo này lần. Bây giờ tôi mở cửa ra có ma hù nè. Coi nè nha. Ma hù tôi là ma hù nè. Hù đi. Ủa, cửa bị kiện mất rồi hả? Ok, cửa bị kiện mất rồi. Biết nó sẽ hù mình mà vẫn sợ. Fuck me. Có lửa đốt cái nhà luôn, tao đốt cái nhà là hết chuyện ma đấy kìa. Nếu như mà tôi làm cái game này, tôi sẽ cho thêm một option nữa, đốt cái nhà xong cái hết chuyện, một cái kết ẩn. Oh god, every door is so scary. Chui vào mông. Gì đây? Ảnh thờ. Rồi đặt lên rồi sao nữa? What now? Thắp nhang. Rồi. Lại. Ô, lại xong cái vô đồ hả? Rồi xong trách thằng bán đồ rồi. Ánh thờ của chị đâu mất rồi? Rồi xong ánh thờ chị ơi, má ghê quá. Tao sợ ma với lều ra rồi chơi ma tao không hiểu được nữa. Này là đêm nữa. Có vẻ như thiếu bả thuốc. Where am I gonna find that? Có vẻ như thiếu lá thuốc. Ok. Lá thuốc. Giả thuốc. Giả. Bả thuốc. Nấu thuốc. Fuck you man, come on. Chìa khóa xanh biển. Ok. Tao đoán là tao phải đi ra đây. Tại tao nhớ rồi. Tao nhớ lần trước là tao có chìa khóa xong tao đi vòng vòng tao làm cái gì á. Chả nhớ nữa. Tao không nhớ nó ending như thế nào luôn. Anh ơi, anh đi cầu xí hả? Cho em đi với. Em sợ xóm là quần rồi nó, cho em đi với. Build this place. Ê, có chân không đi mà bò mày. Mình tiến hóa ngược à. Tao nhớ là mình tiến hóa để mình đi bằng hai chân, mà đâu phải mình tiến hóa rồi mình bò bằng bốn chân đâu. Tao làm hỏi cái tao khàn tiếng rồi, tao nghi lắm. For fuck's sake, the fucking ghost, right? When I open that door, the ghost is gonna be like, oh! And I'm gonna be all scared and shit. Watch. Okay, no ghost then, right? Not going inside. Vô nhà bạn đường đường 99. Hả? Tao vừa miss một cái gì đó. À, tao bây giờ nha. Đừng hù tao nữa mà. Tao lại không có hù tao nữa. Ủa, what's that? Bùa. Bùa sinh con trai, bùa này cực kỳ linh nghiệm, thầy của thầy chỉ truyền lại cách làm đâu để tự nhớ coi. Đưa cho bỏ chén nước cho vợ con uống. Ok. Bùa. Oh, whoa. Hi. Hello.
tao sẽ assume là chúng ta không được động vào người nó. Ước gì tao vô Discord giờ này. Từ xíu. Thật trắng luôn. 10 seconds later. Alo. Alo. Tao sợ ma quá. Tao đang quay giữa chừng á hả? Tao đang quay giữa chừng sao tao chịu không nổi, tao mới vô đây. Tao nghe tiếng bước chân. Đúng rồi, có một con ma trong nhà mà tao đang không dám ra khỏi cái chỗ này tại tao sợ ma quá. Giờ tao làm gì đây? Mày đừng có nghĩ nó là con ma ác. Chứ nghĩ là con ma tốt hả? Nó là chủ nhà thì sao? Nó là chủ nhà mà nó chết rồi. Nó chết rồi, hiểu không? Người ta đang lấy bùa, ta pha nước cho nó uống mà ta không dám ra khỏi cái chỗ này. Mày có biết là cái tay ta không dám bấm thì W ta đi ra hồi đâu? Vô lo nha. Oi bitch, oi bitch, come here bitch, I'll fuck you up bitch. Where you at bitch? Hello. Okay. Đó là nó sẽ biến hình vậy đó, xong cái nó sẽ đi. Ôi, nó không cần đi luôn kìa. Thì đúng rồi, nó là ma mà sao nó cần đi? Nó còn đi, nó là ma, nó là người rồi. Rồi đi rồi. Rồi nằm đâu bạn nào? Đó cái bàn đó, trái. Thấy không? Thấy đó, đó nhìn bên phải, đó thấy không? Rồi sao nó đốt rồi, sao không chạy đi luôn, đốt cái này nhìn nữa. Dứt. Ai biết đâu. Rồi xong nó vô đồ, chẳng ơi nó vô đồ rồi. Rồi nó vô đồ, nó chip nó đi lấy tàu luôn. Sợ ma quá chẳng ơi. Mày đừng có nghĩ đó là con ma, mày nghĩ đó là vợ mày đi. Mày chơi game mày phải nhập tâm vô nhân vật chứ. Nhập tâm bây ok, giờ. Gì để nhập tâm. Tôi đang đi tìm vợ thuốc, cái gì? Thuốc cho vợ. Vợ tôi đã chết ở nhà rồi, bây giờ tôi đang ra nghĩa địa. Trời ơi má ơi quá trời ma luôn. Chào anh có biết chỗ nào tìm thuốc không? Ui. Anh ơi mình tiến hóa rồi mình đi hai chân cơ mà sao anh lại bò hóa cho rồi đi theo rồi xem xét kìa rồi mày ngu lên gì? Mày ngu lên tao kêu mày coi mày cũng coi nữa mày không. Ủa? Biết là không được chạm vô đồ của người chết hả mày. Ôi, ngu ai, luôn ai biết ngu. Ai biết đó vậy đó rồi ok nữa tại sao cái cửa nó cũng tự động. Chị ơi vợ ơi quên vợ ơi vợ đứng đây lạnh lắm ta chạy tới vợ thì biến mất rồi coi nè. Where am I going? Đây đâu đây? Tại sao khoan, nếu mà tao tìm thuốc, tại sao tao không đi vào buổi sáng mà tao là quyết định tao đi vào buổi tối? Ủa lại làm ma nữa kìa, trời ơi. Sao? Gì đây? Bắt nhau thật. Giải mã. Trời ơi, easy. 130 cái này. 1 2. Đúng chưa? Đúng rồi nè, đỉnh. Ngon. Gì đây? Mạnh bác quá, ngon. Gì? Cần uống cái thuốc này. Thiên binh sẽ hiển linh hộ pháp. Nhưng mà nếu là tao nha, nếu mà tao thấy một cái bình ở ngay cái đầu lâu, tao sẽ không uống á. Tao kiểu gì nhìn nó cũng illegal á, chứ là tao sẽ không uống á, chứ là I don't know why. Họ không cho gặp con luôn hả? Là con gái. Rồi bùm, vai sao effect. Trời ơi, con bé đẹp quá. Cái gì mới đẻ ra, nó biết cái gì đâu mà đẹp. Sao lại là con gái? Chết rồi. Sao lại như vậy? Tao không thích cái việc cái thằng nhân vật trong game này tên nó vào. Nam! Tại sao Nam lại không thích con gái hả Nam? Chìa khóa xanh lá nè. Mày ơi, tao đi ra ngoài gặp con ma nữa mày ơi. Tao sợ ma. Mở ra, mở ra vợ tao thôi, có cái gì đâu. Vợ tao cũng như là, ê không phải, nhầm. Để gọi cái cái gì mày tính nói cái gì cơ? Ê, tao nhớ trong cái demo có con chó nữa mà. Ừ, này nó chuẩn bị ra nó bồ mày nè. Con chó đâu rồi, tao nhớ con chó. Đúng rồi. Ôi, nấp 3. Chào ai đâu, không 2, có tiếng gì. 2, 8 nữa. 3 là 8. 8. 1, mày 3 à? 3, 3, 9, 8, 2. Là 3, okay. 2, 9 nè, 3 8, 8, 2. Đó, rồi xong, có ma xuất hiện. Gì ghê quá. Chiếc lược ngà, bé thu. Rồi 2, 3. Làm gì ơi, chuyện dễ dàng thế. Đi ra cái rồi xong. Rồi xong bé Thu. 36 Cạc. Con ma hù tao rồi chẳng ơi. Bé Thu ơi, 36 có lượt cho con đây. Chết mẹ rồi, con ma sau lưng 36 rồi. Trời ơi, cái gì đó lè. God damn. Hết chưa, đang đâu vậy? Đang đâu vậy? Trời ơi, Nam ơi mày chơi đồ gì mà mày trip từ chỗ này qua chỗ khác vậy Nam?
Tao nói mày á Nam, mày với Trần Lê Hoài Nam. Con mẹ mày, tao làm đéo rồi mày. Trời ơi, mà, nhà này nhà thầy 4 đúng không? Thầy 4 ơi, thầy đừng hù con mà. Con lấy thầy 5 ra con hù lại thầy bây giờ. Kỷ vật người mẹ sinh con, mâm đồ cúng, ba nén nhang, bắt buộc phải dùng con dao đã được tâm thần. Hả? À, đã được thẩm thần. Đã được tẩm thần dược của ta. Tao đọc là con dao đã được tâm thần. Con dao đã tâm thần. Mà mình phải biết cái này là cái gì để mình mở nè. Mày đọc cái thực nhiên quỷ coi. Chờ, à, đó mày thấy mấy cái ký hiệu không? À, mày thấy... Chìa khóa. Rồi đâu đây, lên đây đúng không? Ờ, mở cửa ta đi vào. Mày ghê quá, tao không dám đi vô. Tao phải... Ê! Vào đi. À đù. Ê, nhìn lại, con dao tâm thần nè, con dao tâm thần nè, con dao tâm thần nè. Đúng là nó rồi. Thở thư lại. Thư là... Ai biết đâu? Không lấy vợ mày hả? Ủa? Quay lại hiện tại kìa. Sao hai vợ chồng đó tin ông thầy quá hả ngoại ha? Ông chữa bệnh cho bà con trong xóm. Ồ. Làm phép cũng linh nghiệm lắm. Ai cũng nghe theo rầm rắp hả ra. Rồi sao nữa ngoại? Tối hôm đó tối hôm đó xong ngồi nghĩ địa là sao cha. Này là gì? Rồi mày không thèm nhìn luôn. Tao đặt cái lược xuống rồi tao không hiểu gì. Rồi nè, này là gì nữa? Ê, tao thấy cái hình ngôi sao này giống ngôi sao quỷ gọi đúng, quỷ Satan. Đúng kìa. Đúng rồi, đúng rồi, nó này mà nó là cái dòng tuần hồi, dòng luân hồi của gì nè. Cái này là con, cái này con sĩ trong cờ vua. Ba cờ tướng chứ lộn. À, mình phải đi theo thứ tự. Đầu tiên là mình đang có màu đỏ nè. Nên nếu mà theo cái hình thì đây là một ngôi sao. Màu đỏ trước. Đó. Rồi quay lại hướng cái bàn cuối. Rồi, xong rồi nè. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Rồi lại xong làm gì? Lại xong làm gì? Lại xong đi trốn. Ơi, chú. Ơ, rồi chém ai vậy? Cổ trùng tất sát là một dược liệu hiếm pha loãng với nước, chuyên chữa những căn bệnh nan y, tuy nhiên phải sử dụng hết sức cẩn thận, chỉ một lượng nhỏ hòa vào trong máu cũng có thể khiến đối tượng tử vong. Rồi. Ui. Chết rồi. Ông thầy sắp vô. Kiếm chỗ trốn thôi. Trốn dưới bàn chắc thầy không thấy đâu. À đù. Trời đất ơi, ông thầy vô lẹ gì? Cắt ngón chân ông thầy. Sau khi thấm thuốc độc vào con dao này, chỉ một vết xước cũng khiến đứa nhỏ chết ngay tức thì. Tự nhiên nó giết con nó. Không cần ta phải ra tay. Là ông này ông giết con trái của bà này. Trái tim đứa nhỏ đó sẽ là của ta. Tiền lấy tim nứt gì ông nội. Người tà pháp ấy. Không được rồi. Mình phải ngăn anh Nam lại. Anh Nam, ủa sao hồi xưa mà có cái đồ bọc em bé nhìn dễ thương vậy? Anh Nam, anh Trần Lê Hoài Nam. Đừng có cản anh. Trần Lê Hoài Nam, thằng Nam nào? Cản kìa, đưa dao cho em. Ây da, gọi xong mình non cái tay. Anh xin lỗi. Rồi xong chết luôn. Không. Tao mà ở đấy tao tát đụp đụp vào mặt cái thằng Nam này, mày à mày. Ủa. Còn trao con gái gì chả được. Như đây. Lại đi lại nữa hả? À, đọc đi, có cái tờ giấy gì mà đúng không? Không, tờ giấy trang nãy, à, gì đấy? Bùa không à. Fuck you, man, come on. Fuck. Cái đầu kìa. Ờ, mày cút. Cút rồi, nó sẽ cạp. Nó cạp tao. Chú. À đù. Nó không tìm được tao. Cái đầu đúng to mà đúng ngu luôn. Ê. Ngon. Cái đầu to mà ngu luôn. Bên phải tao là bên này nè đúng không? Bây giờ tao leo ra mày nghĩ tao chết không? Rồi, nó hết thấy tao, nó hết thấy, nó quay đi rồi. Trời đất ơi, gì đây? Ồ, tượng rồng bà bùa. À, đây là thứ tự nè. Vàng, xanh,
vàng, đỏ, xanh lá, vàng xanh, vàng 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 đỏ, xanh lá. Vàng, xanh, vàng, đỏ. Không đúng, không phải xanh lá, đúng, đúng. Đi đúng được nè. Ngon. Xem xét chìa khóa phòng. Tao được động phòng. Tăng 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 tăng. Ủa. Nani. À rồi tao hiểu, tao hiểu, tao hiểu, tao hiểu rồi. Tao nghĩ rồi. Xong. Chìa khóa vàng. Hả? Nửa cái cửa lại đóng. Cửa bị kẹt. Trốn xuống giường, trốn xuống giường. Không trốn được, không trốn được. Trốn xuống giường, gầm bàn, gầm bàn. Không được, cầm con dao tâm thần lên. Cửa mở được. Tôi không có con của chị nha. Nàng khang. Ôi, ủa, ông chồng chết luôn rồi. Ông chồng đi luôn rồi. Hôm nay là 49 ngày của chị Thư, anh lo cúng bác xong hết rồi. Đứng trước với anh chị mày, anh không thể nào quên cái đêm ấy. Ám ảnh của anh vẫn còn, anh không thể sống tự lại nữa, xin lỗi chú mày. Giờ chú trong Nam Bế Lan, hy vọng thế giới bên kia chị Thư tha thứ cho anh Nam. Ôi, chị Thư nè, chị Thư. Chị Thư nè. Đây là... bé nè. Ủa, where did I get this baby from? I put it in my pocket. Trời ơi, trời sáng nè. Ma biến mất rồi. Hai mộ. Đây không phải đồi thông. Đây đúng rồi, đây là gì đó hai mộ. Thấy chưa, đây không phải Nam đâu, đây là em của Nam. Oh. Sau đó, đứa con gái của Nam và Thư được Minh nhận nuôi. Còn lão thầy biến mất rõ, không rõ tung tích. À, thấy thương quá ha. Thôi, plot twist là thầy là bà ngoại này, bà đang bán này. Xong này bị xe đụng. Ủa không hả? Plot twist nè, đây là Lan nè, đây là Lan nè. Ủa. Cảm ơn Tóc Trắng đã đồng hành cùng tôi trong hành trình với game ma này. Nếu không có Tóc Trắng, tôi không thể nào bước chân ra khỏi cái nhà bếp hồi nãy. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp mọi người lần sau. Bye mọi người.